Trước là mượn hai con cơ à? Vâng. Thế là giả hết rồi. Vâng. Bây giờ còn đúng một con nữa thôi nhỉ? Vâng. Có một con với con mẹ nữa. Kì, qua cái đuôi này, cái thề bé bé quá đi bên trong nữa. Qua cái chỗ kia luôn á? Vâng. Thế thì đi xa lắm ấy nhỉ? Vâng. Đi như này thì như cái này là uống là mình phải kiêng như thế nào ông nhỉ? Kiêng thịt trâu, nhất là thịt trâu. Thịt trâu này. Ừ, thịt chó, thịt. Thịt chó cá. Này. Cá. Vâng. À. Lớn cái loại đồ tanh thì nó không nên ăn mấy. Đồ tanh nó không nên ăn. Măng chua kiêng. Cũng kiêng đúng không? Vâng. À. Đây là bây giờ là thấy ông dì đang làm gì ngoài kia cô bác? Đi sang chỗ ông dì xem nào. Đấy, cháu Cương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị đã tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Cương TV. Đấy, các bác thân mến, hôm nay thì cháu lại có mặt tại nhà của ông dì rồi. Đấy, thấy ông dì đang làm ngoài kia thì cháu sẽ di chuyển sang chỗ ông dì xem là ông dì đang làm gì cô bác. Hôm nào là sẽ đi ra dỡ cái lán này để cho poro để gọn vào cô bác ạ. Chứ không để như này được, không sau này làm cái chuồng trâu ấy không có poro để lập, cũng như là chuồng lợn cô bác. Đấy, nước thì nhà ông rất là nhiều nước luôn. Oh. Chào ông nhá. Chuồng lợn à? À. Đây. Ui giời ơi. Chào ông. Làm chuồng lợn đấy. À, mình chạy thái này. Một cần điếng nữa nè. Ừ. Xong rồi. Xong chưa? Xong rồi. À. Để đi bắt con bé về. Thế là bây giờ là mình thả vào đây trước thôi ông nhỉ? Chưa làm được chuồng ấy. Vâng. Chạy lông nhong khắp nơi, bây giờ nó lớn nó đi phá lắm. Vâng. Thả vào đây xong mà. Thế mình lấy thêm mấy tấm lợp về để lợp đây ông ạ. Không mà mưa gió nó có chỗ để ở, chứ ở trong này nó tội quá. Vâng. Lấy thêm mấy tấm cái lán bên kia kìa. Vâng. Nó không đáng bao nhiêu đâu. Sau này mình làm chuồng xong là mình chuyển sang sau. Bây giờ chuồng vâng. Chưa làm được thì mình thả ở đây. Mình phải có chỗ để che nắng che mưa. Chứ lúc mưa to về là nó sẽ bị gói rồi, bên kia này. Bên kia không ăn thua đâu ông ạ. Lấy thêm 1-2 tấm nữa thôi. Gác thêm 1-2 tấm nữa là được rồi. Gác vào đây này. Lấy gác 1-2 tấm nữa là được. Cái chỗ này là mình cho ăn là được rồi. Vâng. Đây bây giờ xong thì bắt nó về nhốt thôi nhỉ. Bắt nó về nhốt ạ. Kiểu buộc mái nó không dám ăn. Buộc nó không dám ăn đúng không? Vâng. Nó xử lắm. Buộc là nó hay quấn vào cây nữa. Đấy. Còn con cái thì nó buộc được. Chứ con nó cái buộc được à? Vâng. Con đực là không buộc được đúng không? Được thì nó tội. Xem nó không thích ăn mấy. Ông buộc ở đâu? Bên kia. Thế con mẹ của nó thì sao? Con mẹ nó buộc được đúng không? Vâng, con mẹ nó buộc được. Thế hôm trước là tính sẽ rào hết chỗ này để thả cho lên trên kia, nhưng mà bây giờ là cũng không có, chưa có thời gian để làm, nên là phải lấy buộc, rất là tội của bác ạ. Phải mang đi thả bên kia cho nó có không. Ông lấy buộc như thế này, bây giờ là thả vào trong kia để nó sẽ có không gian là khoáng hơn. À, đi đấy. Không quen là buộc như này nó. Nhảy tưng tưng này. Nếu mà làm được chuồng thì thả nó sẽ thoải mái hơn. Chứ buộc như này thì cũng rất là tội các bác ạ. Thả rông thì bây giờ bên kia là họ cũng có trồng một số cây hoa màu nên là nó đi hay đi phá. Ui, ông buộc chặt thế này nó chả có thở. Buộc
lấy buộc thôi á. Vâng, buộc cho nó. Lấy thả đi. Buộc cho nó lỏng một tí được. Lấy thả đi ông ạ, lấy thả đi. Lấy thả đi, Thả thì nó trốn đi chứ. Không trốn đâu, lấy thả tốt hơn đấy. Lấy thả đi, tội quá buộc như này, tội quá ông ạ. Lấy thả bây giờ nó phá làm sao được, mình làm chắc đi chứ. Hô đi. Để bây giờ chưa làm được chuồng là mình phải thả cho nó thoáng thoáng một tí. Vâng. Chứ buộc là tội quá. Vâng. Nào làm được chuồng thì mình cho vào chuồng nuôi, nuôi nó sẽ lớn nhanh hơn. Bây giờ cháu với ông là đi lấy thêm 1-2 tấm pro cũ về để không chắc được rồi, để đấy cũng được rồi. Nó xử nó một tí xử mình quá. Nó sợ á? Ừ. Mình lợp ở ngoài này sợ gì? Trăng mà lớn ạ. Bây giờ là cho nó ăn thử xem là nó có dám ăn không. Ồ. Có dám ăn không? Vừa mới chói buộc xong, bây giờ chắc là nó không dám ăn đâu. Vâng. Tí nữa để đây nó khó ăn. Đi xa cho nó ăn đi. Kệ nó. Kệ nó. Đi bắt nốt hai con kia về để thả đi ông. Đâu? Hai con nữa mà, ba con mà. Tổng là ba con. Ba con nó già nửa của họ rồi. Cái gì á? Già nửa cho họ, hai con. Già nợ rồi á? Vâng. Già nợ cho ai? Trước là vay của họ về cúng cho mẹ. Mẹ ốm yếu thì lấy đi mình người ta về. À. Người nói được thì nó lấy già. À, thế là bây giờ giả mất hai con rồi á? Vâng. Giả có nghĩa là trước là mượn về để làm cúng cho mẹ á? Vâng, cúng cho bà ấy. À. Vâng. Ôi dồi ôi, thế là bây giờ mới giả? Vâng. Mượn lâu chưa? Lâu đấy, được 2-3 năm. 2-3 năm rồi á? Vâng, 3 năm. 3 năm. Vâng. Thế là bây giờ trước là mượn hai con kìa? Vâng. Thế là giả hết rồi? Vâng. Bây giờ còn đúng một con nữa thôi nhỉ? Vâng, có một con với con mẹ nữa. À. Mình không có, không giả thì lần sau mình không vay được. Đúng rồi, mình mượn là phải giả chứ. Đây. Nhưng mà lúc lấy về thì con to bằng này không hay là con nhỏ hơn? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn à? Thế người ta có tính lãi gì không? Không. Không tính đâu gì. Vâng. Mình có để mình khắc tử cho nó to hơn một tí. À. Mình khắc tính cho nó. Thì nó cho nó to hơn một tí cho nó. Ừ. Rồi bây giờ biết làm nào được, nợ là giả thôi. Vâng. Bây giờ mình có được thế này thì mình giả xong đỡ đầu. Đấy. Người ta cũng có tấm lòng giúp đỡ mình thì trong khoảng thời gian 3 năm người ta không đòi là cũng thấy hoàn cảnh của mình khó khăn là người ta không đòi là quý lắm rồi. Vâng. Đấy bây giờ là có là mình giả người ta là cũng đúng thôi. Ừ. Đấy, bây giờ lần sau nữa thì mình nếu mà không nợ nữa thì mình sẽ được nuôi đàn sau đúng không? Vâng. Bây giờ còn đúng một con này nữa thôi nhờ. Vâng, còn một con. Ừ. Mai kia nó mẹ nó đẻ nó lại được nuôi tiếp, bây giờ già cũng gần hết rồi. Vâng. Bây giờ còn một ít tiền nữa, giả cho họ thì hết rồi. Còn một ít tiền nữa. Vâng. Tiền là còn thiếu nhiều không để hôm nào cháu xem là bán được thuốc cho ông thì hôm nay cháu sẽ gửi cho ông ít tiền thuốc. Vâng. Nợ nhiều không, nợ người ta nhiều không? Hơn triệu đấy. Hơn triệu à? Vâng. À. Thì trước nó đi bị ốm yếu xong lại cũng mẹ cũng mất thị. Rồi mất nữa, rồi đi đám ma nữa. À. Bây mình người ta mới đủ. Thế là đám ma là cũng phải đi vay. Vâng. Ôi dồi ôi, đây đi vay nó giả tiền cung thầy bói, à thầy cúng. À, giả tiền công thầy cúng nhé. Vâng. Thầy cúng giả hơn triệu à? Hơn triệu đấy. Ừ. Thế là lâu, vâng. Phết là bây giờ nó phải ngoài 2 triệu ấy nhỉ? Ngày xưa mà vâng. Hơn triệu là bây giờ nó phải ngoài 2 triệu ấy. Vâng. Nó cũng khá là tốn kém ấy nhờ. Vâng. Trước đây hơn chiều. Thế thì tốt rồi. À.
Bây giờ chú cũng hái được cả một ít thuốc, thuốc phơi đây. Thuốc á? Vâng. Đâu? Này có thuốc à? Vâng. Về lúc tối. Khô chưa? Khô đấy, đây là phơi được 3 ngày rồi. 3 ngày rồi á? Vâng. Đây cho xem nào. Từ từ đã, cho xem đã, xem là vâng. Có âm được chưa? Được rồi. Ồ. Đấy. À, có lại phơi được bằng này rồi. Vâng. Cái này vẫn là bầy bầy vị chứ? Vâng, đây có là bầy loại thuốc. À. Ôi mấy hôm nay nắng phơi sướng nhỉ? Vâng. Phơi một hai hôm là nó đã khô hết rồi. Đấy. Đây thì là 2 ngày thôi, nó khô rồi. 2 ngày. Vâng. Kiểu là mình mượn đến máy máy thái kia nó mỏng ấy, nó sẽ khô nhanh, nếu mà mình thái tay thì nó sẽ lâu khô hơn. Vâng. Mình không thái được mỏng như thế này này. Ủa cái này thu được rồi không ạ? Vâng, được rồi. Này thu được rồi, khô như này là được rồi. Được rồi là, đây bây giờ lấy đốt thì phát mốt là nó cháy hết rồi. Vâng. À, để lấy tải về để cháu cho vào luôn. Vâng. Tí xem là mang về nhà xem nếu như mà các bác luôn. Ồ. Đấy là sau ông thu về ấy, ông đừng có để lấy cái vụn vụn của nó nhé. Vâng. Lấy mỗi cái to to này thôi. Vụn của nó mang đi sát nó khó. Sát nước bướng ấy, đun vâng. Ấy. Đấy, mỗi lần thu được sàng, nếu mà có sàng thì nó sàng tí. Nhưng mà nó cũng là từ cây thuốc này ra hết thôi chứ không phải là cây khác đâu. Mình đun cái loại nhỏ này nó còn nhanh hơn, ra nhựa nhanh hơn cái loại to này. Nhìn nó không được đẹp thôi nhưng mà vẫn là dùng được các bác ạ. Đây cũng được, túi khá to ấy nhỉ. Này phải được mấy cân đấy. À, Quyết là vẫn ở nhà chứ đúng không? Vâng. Quyết đang làm gì không biết? Chắc đi giặt quần áo nữa. À, giặt quần áo à? Vâng. Hôm qua bên rừng về nó quần áo bẩn. À, đi rừng về quần áo bẩn, giặt quần áo đúng không? Vâng. Những cái vụn vụn nhỏ nhỏ này là lần sau không lấy nữa. Vâng. Nói chung là mỗi lần mình thu là mình bỏ ra một ít cho nó đỡ vụn. Nếu bỏ ra ngoài đi để cháu lấy cái to nó thôi. Đấy còn. Những cái vụn vụn này là thôi không lấy nữa. Lấy một cái to to này thôi. Úi, bây giờ là thuốc của ông là các bác lấy nhiều lắm. Ừ. Ông cứ tranh thủ mà đi lấy nhiều về đi. Vâng, phải trời nắng mới đi. Bây giờ lại nắng rồi. Vâng. Mà nhà cũng nhiều việc lắm qua. Ông ấy. Hôm qua đi tỉnh bên kia, qua cái đồi này, cái khe bé bé, quá đi bên trong nữa. Qua cái chỗ kia luôn á? Vâng. Thế thì đi xa lắm ấy nhỉ? Sao? Đi như này thì đi rừng sâu như này có đường đi không? Không, thì có, thỉnh thoảng có mà tí, có chỗ thì nó rậm, chắc rậm lắm ấy nhỉ? Vâng. À nhờ cháu cơm hổ nhé. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà lấy cái bạn này đi về nhỉ? Vâng, vâng. Để đây cho nó. Ngoài kia nó hỏng. Ôi, cái cào kìa. Để đây được mà. Để đây nó hỏng. Xử nó còn chuột cắn. Đây chắc là tầm 4 cân không ạ? Thế 3-4 cân gì đấy thôi. Con lợn thì nó ăn hết rồi. Hôm nào lấy cái lốp xe xăm xe máy ấy, về vâng. Lộn ngược xong là làm cái máng chứ không cái nồi này để như này là hỏng hết nồi. Vâng. Trước để cho nó ăn chung nhau thì mới được nữa.
Thế đây ông lấy giặt à? Vâng. Vỏ bao là ông cũng tận dụng để lấy giặt làm nhiều công việc. Tận dụng đến là ông sẽ lấy hết. À, ông tháo bạt ra rồi đúng không? Vâng. Tháo bạt ra thì nó thoáng, thứ nhất là thoáng, nó sẽ không bị con rắn nó vào ấy. Vâng. Vào nhà. Vâng vâng. Mặc lao khinh lấy. Xin ạ. Ồ, chạy vẫn ngờ gặp lư ạ. Căng ạ. Mặc lao ạ. À, đu đủ á. Ui rồi. Nhiều thế, ông gieo à? Vâng. Đây, cái đu đủ con này. Trước rồi lấy ra về làm nhà thì nó lấy về ăn thì nó bỏ đấy. Tới nữa lấy để đi trồng không ạ? Vâng. Trồng một dãy luôn. Ô tạp không biết. Biết làm gì ngoài kia đây? Thì ngả phơi quần áo sao? Phơi quần áo á? Vâng. Ui. Ô tạp không biết này ngả. Ôi cái xe nào lấy cây về để phơi đây. Tạp không biết này còn ạ. Thế mơ quán cả. Bây giờ là còn chưa có cái sào để phơi này. Em định phơi ở đây á? Sạch chưa? Rơi hết rồi còn đâu nữa, đúng không? Vừa rơi xuống đúng không? Nhưng mà được phát là. Ui dồi, giặt lại đi. Dính hết quần rồi. Để vào đây tí á, cháu Phương sẽ mang đi bán cho các bác. Con chó ở dưới nhà rất là tốt này. Đi đâu là thấy cháu Khương về là chạy theo luôn này. Đáng yêu nhỉ ông nhỉ. Có chó như này ở cùng là đỡ buồn đấy nhỉ. Vâng. Mình buồn lắm ấy. Nó có sau này nó lớn hơn tí thì có tiếng động gì là nó sẽ sủa. Mình ngủ trong nhà nó sẽ về vào nhà. Vâng. Đấy, mỗi lần cháu lấy thuốc của ông về bán ấy thì cháu cũng muốn hỏi trực tiếp ông là cái thuốc thì ông tự cắt thì mình phải kiêng kỵ như nào ông, và cách uống ra làm sao cái thuốc này. Thì mấy lần là đun một tí cho nó nước sôi khoảng 15 đến 20 phút đổ lại. À, nước sôi thì nữa để cái ấm chè đấy. Đấy, cái này là uống nóng sẽ tốt hơn đúng không? Vâng. Nếu mà uống nóng thì nóng mình đừng, có để cho nó khắc từ ngồi uống được rồi uống. Vâng. Nếu mà không nên thổi mới. Không nên thổi đúng không? Vâng. Thuốc là không nên thổi để uống. Vâng. Có thể là như cái này là uống là mình phải kiêng như thế nào ông nhỉ? Kiêng thịt trâu, nhất là thịt trâu. Thịt trâu này. Ừ, thịt chó, thịt chó cá. Này. Cá. Vâng. Lớn cái lời đồ tanh thì nó không nên ăn mấy. Đồ tanh nó không nên ăn, măng chua kiêng. Cũng kiêng đúng không? Vâng. À, đấy thưa cô bác anh chị là cái thuốc xương khớp mà các bác nếu như mà các bác muốn lấy ấy, thì mình phải kiêng một số thứ như là thịt trâu này, thịt chó này, măng chua. Và mỗi lần các bác lấy một cân ấy thì nếu như mà chia đều làm sao một tháng uống ấy thì các bác có thể là chỉ cần bỏ ra một nhúm nhỏ nhỏ như này thôi. Bằng đấy thôi. Đấy, một tháng chia đều làm sao, một tháng là mình bỏ ra một tí như này để mình đun. Đấy, đun sôi tầm độ 10 đến 15 phút là mình bỏ ra để chát vào phích hoặc là chát vào cái bình giữ nhiệt đấy, mình uống thay nước hàng ngày luôn. Kiêng kỵ thì như nào thì ông cũng có nói ở trên này rồi. Là các bác tự ấy lại cho cháu Khương nhé. Cái thuốc rất là giá trị của ông. Bây giờ là cháu Khương cũng rất là tự hào về ông, tại vì là ông lấy được cái thang thuốc như thế này và giúp các ông các bà là bị đau xương khớp ấy thì cũng uống thấy phản hồi rất là tốt, nên là cũng là một tin vui cho ông. Cũng mong sao là cái những bài thuốc của ông này sẽ được lan truyền đến nhiều người biết đến hơn và giúp cho nhiều người khỏi bệnh hơn thôi các bác. Nhưng mà các bác lấy thì có thể là liên hệ với cháu Khương. Cái này là cái thuốc xương khớp này cháu sẽ mang bán hộ ở trên kênh luôn. Tại vì là thị trường ấy thì làm ở trên kênh thì chúng cháu sẽ tiếp cận được nhiều người biết hơn thì cháu sẽ bán hộ ông, chứ còn ông bán ở nhà thì
đấy, tuy là rất tốt nhưng mà cũng không được nhiều người biết đấy, thì sẽ không giúp được nhiều bác hơn, nên là cháu sẽ giúp ông, thứ nhất là giúp ông sẽ có cái nguồn thu nhập cho ông, và thứ hai sẽ giúp cho ông là có được cái thang thuốc giá trị cho các bác. Đấy, ngày hôm nay lên thì cháu cũng sẽ trích cái phần quà ra để cây cho ông tiền để ông đi giả nợ. Đấy, những cái mặt hàng mà chúng cháu bán được cho ông là bán được bao nhiêu thì cháu sẽ mang xuống đây để trao cho ông, để tự ông sẽ sinh hoạt hàng ngày. Đây, cái món quà đầu tiên thì cháu sẽ cái món quà này là các bác gửi đến này, thì cháu sẽ trao cái món quà mà các bác gửi trước. Ôi, Quyết nào, ra đây chào con các bà đã nào. Con chào con các bà. Áo đâu? Áo giặt hết. Không mặc áo à hả? Nó xe là gầy thế hả? Không mặc áo trông eo rất là thon luôn đấy. Sau này lớn lên cao lên Quyết cũng là một khá là đẹp trai các bác. Đây cái món quà mà cháu có nhận được một số món quà của các bác gửi đến cho hai ông cháu. Đây, thứ nhất là cái món quà của chị Hồng Anh. À, chị Hồng Anh là cho mua giường. Còn chị Nguyễn Thị Phương là gửi cho ông 200.000. Đâu rồi? Còn đây, thứ nhất là cái món quà của cái gì nhỉ? Cái gì Nguyễn Thị Phương à? Nguyễn Thị Phương là 200.000 cho ông dì để ông tự mua những cái đồ. Ủa, vừa đây đi đâu mất tiêu rồi. Nhiều quá nên là thành ra nó hơi lộn xộn một chút. À đây, đây là món quà của Nguyễn Thị Phương là 200.000. Có phần quà của cháu này, phần quà của Nghiêm và phần quà của ông. Đúng rồi, thì là mỗi người 200.000. À đâu, phần quà của cháu này và của ông và của hai anh em Hương Thuận thì cháu sẽ đưa cho ông là 200.000. Ông lấy cho cháu cái túi kia với cái túi ba lô. À đây, đây đây. Cháu thì không có tiền lẻ mất rồi ông. Ông có tiền lẻ không? 200. Ồ, không có. Không có à? Vâng. Không có thì tí cháu sẽ cộng lại với nhau hết là cháu sẽ đưa cho ông một thẻ luôn nhé. Vâng. Món quà của Nguyễn Thị Phương này. Và thứ hai là món quà của Lưu A Mùi. Đấy, Lưu A Mùi thì có cho ông là 500.000 của cô Lưu A Mùi. Có cả phần quà của cháu nữa. Đấy, Nghiêm cũng có 500.000. Đấy, tổng là 700. Thì số tiền 700.000. Thì bây giờ là ông không có tiền lẻ. Và tiền thuốc của ông thì cháu có bán được cho ông là 1.500.000 nữa. Thì bây giờ cháu sẽ đưa cho ông là 1.000.000 trước, xong là cháu sẽ trả lại cho ông là 1.000.000. Là ở trong này là cháu còn 300 nữa. Cái tiền thuốc là ông có 1.500.000 thì cháu đưa cho ông 300, thì tí nữa cháu sẽ đưa cho ông lại là 1.000.000, 1.200.000 nữa là hết nhá. Vâng. Đấy là cái món quà của Nguyễn Thị Phương. Cảm ơn Nguyễn Thị Phương đã gửi món quà cho ông dì.
và cháu sẽ đưa cho ông dì và ông sẽ cảm ơn gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Phương đi. Cảm ơn Nguyễn Thị Phương. Các cô, các bác thì nó giúp cho gửi quà đến cho các cháu về đến nhà em thì em rất cảm ơn, thì nó không, em thì không biết nói câu tốt câu đẹp mới, thì em thì ở rừng đây thì mình vùng sâu vùng xa thì nó không biết nói lời đẹp, thì các cô thông cảm cho em. Rồi thứ hai là món món quà của Lưu A Mùi. Đấy, món quà của Lưu A Mùi là 500.000, còn cái này là của Nguyễn Thị Phương là 200.000, còn là 300.000 thì cháu sẽ trừ cái phần là bán thuốc thì cháu sẽ đưa cho ông 1.2 nữa thôi. Vâng. Là hết đấy. Vâng. Ông cầm cả tờ luôn, bây giờ không có tiền này là phải chấp nhận thôi. Vâng. Cảm ơn đến cô Lưu A Mùi đi. Cảm ơn cô Lưu A Mùi thì nó cảm ơn thì nó để gửi quà đến cho em, cho các cháu về xem hoàn cảnh em khó khăn thì cũng rất cảm ơn, thì nó không biết nói câu đẹp mới thì các cô thông cảm cho em và cho các cháu. Rồi thế là thiện đây, thì cháu cũng xin cảm ơn đến cô Lưu A Mù rất là nhiều. Cô đã gửi những cái phần quà rất là lớn đến với bản thân cháu Khương cũng như là ông dì và em Nghiêm nữa. Em Nghiêm thì chưa có mặt ở đây thì cháu chưa trao được, hôm nào thì cháu sẽ trao cho em Nghiêm sau cô bác. Cảm ơn cô rất là nhiều, con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe cô nhé. Và trong thời gian tới và đứng đã thời gian vừa qua thì cô cũng đã đồng hành với cháu Khương rất là nhiều rồi. Cháu cũng mong sẽ tiếp tục có sự đồng hành của cô và đi trao những cái phần quà đến với những mảnh đời khó khăn. Và thứ hai là cô Nguyễn Thị Phương, cháu cũng sẽ tiếp tục là mong cô bác sẽ tiếp tục đồng hành cùng cháu để trao tình cảm, tình yêu thương đến với nhiều hoàn cảnh hơn cô bác nhé. Chúc cô Lưu A Mùi và cô Nguyễn Thị Thi và tất cả mọi người đang theo dõi trên kênh của cháu Khương luôn luôn mạnh khỏe và gặp được nhiều thành công trong cuộc sống hơn cô bác nhé. Đấy, bây giờ là đấy, chỗ ông gì là cháu cũng có lúc nãy là thuốc là cháu bán được mấy cân thì cháu sẽ đưa cho ông là 1.500.000 trước. Thì lúc nãy thì cháu có đưa thêm cho ông cái tiền thừa kia là 300.000 nữa. Còn lại thì cháu đưa cho ông 1.200.000, thì bây giờ cháu cũng hết tiền mặt rồi. Cháu sẽ đưa cho ông 1.000.000 trước. Còn 200 cháu sẽ nợ ông, hoặc ngày mai hoặc ngày kia cháu ra thì cháu sẽ gửi lại ông sau nhé. Vâng. Đây, tiền thuốc này. Thuốc này nhá. Vâng. Đấy, cũng như là tiền mật ong thì hôm nào cháu lấy được nữa thì cháu sẽ mang lại trao cho ông. Đấy, còn ông cứ tiếp tục là đi lấy thêm nhiều thuốc vào để cháu sẽ bán hộ ông những cái thang thuốc rất là giá trị, mong sao là sẽ giúp được nhiều bác là chữa được bệnh thôi. Chỗ này là bao nhiêu tiền thì cháu sẽ mang đi bán được bao nhiêu nữa thì cháu sẽ mang lại cho ông nhé. Bây giờ cháu nợ ông là 200.000, hôm nay là cháu hết sạch tiền rồi. Cũng lúc nãy thấy tâm sự là ông là cũng đang cần tiền là mang đi giả người ta là đợt trước là mượn về để làm cúng cho bà. Thế bây giờ là đưa tiền cho ông để ông tự mang đi để ông tự làm sao để giả người ta đi nhá. Vâng. Đấy, cháu cũng sẽ giúp ông là bán những cái thang thuốc như thế này thôi. Vâng. Thế còn là cháu nhớ nhá, cháu nợ ông là 200.000 nữa nhá. Vâng. 200.000. Cảm ơn nhé. Dạ vâng. Đấy, có muốn cháu bán hộ không? Có mà. Có thì có gì nhắn với các bác để cháu bán hộ cho. Lại tự ông nói cho nó dễ. Vâng, cảm ơn các cháu thì nó giúp chú bán được thuốc thì nó được cảm ơn. Vâng. Có được qua khó khăn một vài tiền thì nó đi giả được giả nửa cho người ta, bởi vì nó hơi trước thì bố mẹ cũng mình từ chăm lo đi bị ốm yếu đi biển cũng là tiêu tiền chi phí các thứ thì cũng là những tiền còn chưa giả được hết. Bây giờ cũng cảm ơn các cháu rồi bán hộ nữa. Đi giả được, còn là thử tí nào để đưa bé đi học đúng không? Rồi và cảm ơn các cháu. Dạ. Đứa đấy thì ông kiếm được bao nhiêu thì ông tự lo cái trang trải cuộc sống của mình. Chúng cháu bây giờ là làm được nhà cho ông rồi, những cái vấn đề khác thì nói chung là chúng cháu sẽ còn rất là nhiều hoàn cảnh nữa. Chúng cháu sẽ giúp ông là đến nơi đến chốn, thì những cái mặt kinh tế thì có thể là chúng cháu sẽ chỉ dẫn lối cho ông đi, còn vấn đề khác thì cháu sẽ không có thể là
vẫn ra đây thường xuyên với ông, nhưng mà tự ông cũng phải làm sao để cố gắng bản thân mình vượt lên, chứ không bao giờ là dựa được chúng cháu mãi đâu. Vâng. Tự làm ra để có cái ăn cái mặc, bây giờ ở nhà cửa là mình có chỗ ở an toàn rồi. Vâng. Không nghĩ với cái vấn đề là nhà cửa nữa. Mình có thể mình làm cái công việc gì thì mình sau này làm cái tường rào này nữa thì mình khóa cửa đi là cũng an toàn, là không phải lo nghĩ về nhà nữa. Như cái nhà cũ thì ông cũng đã từng ở rồi, ông biết rồi đúng không? Vâng. Một cái ngôi nhà mà đi không đi đâu và không thấy an toàn một chút nào cả. Cửa kiếc là có thể là người ta chui từ đâu vào cũng được. Bây giờ được có cái ngôi nhà mới rất là khang trang như thế này là mình phải thay đổi đi. Không phải là lúc nào cũng dựa dẫm vào các ông các bà được đâu. Thế bây giờ là mình tự làm sao để cái ra tiền. Có thể là ông tự đi lên lấy nhiều thuốc hơn thì chúng cháu sẽ mang đi bán cho các bác. Đấy, còn thứ hai là nếu như mà kiếm được mật ong nữa thì cũng là một cái mặt hàng giúp cho các ông các bà những cái bệnh ấy chứa cũng rất là tốt. Đấy, mật ong khoái rừng này là tự nhiên nên là tốt hơn. Còn mật ong khác thì Chọc Khương là Chọc Khương không bán các bác. Phải mật ong nào chuẩn chỉ thì chúng cháu mới bán. Đấy, Quyết ra đây nào. Quyết giặt xong chưa? Giặt quần áo xong chưa? Hả? Chưa á? Nhiều lắm à? Bé Quyết thì đang khá là bận các bác ạ. Bây giờ thì tiền thì cháu cũng đã trao cho ông rồi, còn cái phần này thì bán được bao nhiêu thì cháu sẽ mang lại là và trao cho ông nhé. Vâng. Ngồi đây với anh nè. Đấy, trông bé Quyết lớn rất là nhanh các bác ạ. Trong khoảng mấy năm nữa thì bé sẽ lớn rồi thì giúp đỡ được ông gì rất là nhiều rồi các bác. Sau này nếu như mà Quyết mà ở đây mà phát triển kinh tế tại gia đình thì cũng sẽ là một điều rất là tuyệt vời, vì đất của xung quanh này là ông vẫn tận dụng được để trồng những cái cây hoa màu cũng như là trồng những cái cây để cho lợn ăn. Nếu như mà ở đây phát triển kinh tế cho em Quyết là có thể là trồng những cây dâu lợn như là khoai lang này, sắn này, rồi là cây củ rong giềng cô bác. Ngoài ra còn trồng cây chuối rừng. Đấy, những cái món đấy là theo tự nhiên, là không phải cho cây gì khác nữa, rất là tốt. Miễn là ông có làm được hay không và Quyết có làm được hay không thôi. Định hướng sẽ giúp làm sao để cho Quyết là sau này cho cuộc sống tương lai tươi sáng hơn thôi cô bác. Chứ nếu như mà không định hướng cho bé Quyết đi là sau này bé lớn lên thì vẫn là khổ thôi. Ở trong này thì chỉ có là phát triển kinh tế thôi. Nếu như mà cũng phải theo Quyết xem là sau này nếu như mà học hết đến lớp 12, nếu mà như muốn thích cái nghề nghiệp gì nào đấy thì có thể là cho bé Quyết đi học nghề cũng được. Còn nếu như mà không muốn học nghề thì có thể là phát triển kinh tế tại gia đình. Cuộc sống sau này còn những cần đến những cái công việc của tuổi trẻ rất là nhiều của bác. Cũng mong sao là bé Quyết sau này sẽ lanh lợi và giúp ích cho xã hội thôi các bác. Mong sao là sau này lớn về và cũng là những người đi chia sẻ cũng như là đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thế bây giờ là được cháu chia sẻ thì cũng được cái căn nhà như vậy, sau này lớn lên thì có thể là mình có tiền đi lại đi giúp người khác. Đấy, nhớ chưa? Phải cố gắng học, nhớ chưa? Không đi học không được trốn đi chơi đâu. Bây giờ anh bảo với cô giáo rồi, hôm nào mà trốn đi chơi thì anh biết cái là anh bắt đi đấy. Anh bảo công an bắt đi ấy. Không được trốn đi chơi đâu, nhớ chưa? Trốn đi chơi là không học được thì các ông các bà thất vọng về em lắm đấy. Bây giờ là các ông các bà là cũng rất là thương yêu mến em và cả ông nữa. Đấy, xong trước đây nếu như mà em mà không được ông ngoại lấy về để nuôi ấy, thì bây giờ không biết là em như thế nào rồi. Không biết là họ mang đi đâu bán hay là hành hạ em cũng không biết rồi. Đấy, rất là tội. Bây giờ là được ông dì là chuộc về để nuôi và được có cái cuộc sống bây giờ là cháu biết đến và có cái căn nhà như thế này, rất là mừng cho hai ông cháu của bác. Cũng cảm ơn đến tấm lòng của các bác rất là nhiều, đã gửi những cái phần quà rất là lớn và ý nghĩa. Hai ông cháu chưa từng nghĩ là có được cái căn nhà mơ ước như ngày hôm nay, và ngồi tại đây là một cái ngôi nhà rất là đẹp. Và ông cũng xứng đáng để có được cái ngày hôm nay. Ông cũng vất vả rất là lâu rồi. Đấy, hai ông cháu tự mưu sinh tại cái khu rừng này, đi bán củi, đi nhặt những cái củ rau rừng về để ăn qua ngày thôi. Bây giờ là cuộc sống thay đổi một phát 180 độ luôn rồi.
Nhưng bây giờ cái khu ở trong này là không có ai có căn nhà đẹp như ông đâu. Đấy, ông phải biết là quý trọng điều đó. À, cũng không để cháu phải nói nhiều. Cháu cũng ra đây để muốn sao là ông sẽ thay đổi dần thôi, chứ không mãi là đi kiếm củi và đi bán. Nhưng cái đồng tiền đấy thì không bao giờ mình giàu được, cũng không bao giờ lo được cuộc sống của mình. Mình phải làm sao định hướng đến sau này có thể là lợn mình đẻ ra thì mình làm cái chuồng lợn để phát triển. Một năm mình có thể bán một lứa tầm độ mấy con đi, một năm mình có thể bán tầm độ 6-7 con chẳng hạn, thì mình cũng đã có một khoản khá là lớn rồi. Đấy, cũng rất là mừng. Còn ở đây nếu như mà có các bác hỗ trợ thêm thì sẽ cho ông mấy con dê nữa để thả ở đây cũng được, vì đất ở đây rất là nhiều cỏ tốt đấy các bác. Cháu cũng mong điều đó sẽ đến với hai ông cháu thôi. Dê cũng phát triển rất là nhanh và không ăn về những cái thực phẩm của trong nhà đấy, được ăn cỏ dại ở trong rừng ấy rất là tốt. Như em Hưng bây giờ là cũng đã đẻ hết hai con rồi, mỗi con đẻ ra hai con dê con nữa là bây giờ là thành một đàn, cũng khá là mừng cho hai anh em rồi. Không may là chết hai con mẹ kia thì cũng mất khá là nhiều tiền. Đấy, cũng điều đấy là không ai mong muốn của bác ạ. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Ông đi đâu bây giờ ông ấy? Làm việc gì nữa nào? Đi lấy dâu lợn. Lấy dâu lợn á? Vâng. À, lại đi lấy dâu lợn đúng không? Vâng. Đấy, mình sau này mình trồng được thì không phải lên rừng lấy như thế nữa, thì nó sẽ nhanh gọn. Ví dụ như mình trồng được cây khoai lang ở trong này là mình chỉ cần đi xuống một phát, mình cắt một lúc tầm độ mấy phút là mình đã đủ cho ăn rồi. Vâng. Mình phải định hướng đến cái vấn đề đấy. Ví dụ như bây giờ mà mình đi mò lên trên rừng lấy dâu lợn thì mất thời gian rất là lâu. Cái thời gian đấy mình có thể làm việc khác được. Thế mình phải hướng khác mà đi, không như hướng ngày xưa nữa nhá. Cố gắng để làm sao những lời cháu nói, có thể là cháu là rất là nhỏ tuổi thôi, không phải là dạy ông, mà lấy là chúng cháu có những cái kinh nghiệm như thế nào thì chúng cháu sẽ truyền đạt lại cho ông thôi, chứ không phải là cháu nói ra ông nghĩ là cháu dạy đời ông thì không phải như thế nhá. Thôi bây giờ thì hai ông cháu sẽ đi lên rừng, thì cháu cũng xin phép là sẽ đi về thôi cô bác. Nội dung thước phim đến đây cũng khá là dài rồi. Cháu Khương cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể đại gia đình của Minh Khương TV, luôn luôn mạnh khỏe và gặp được nhiều thành công và luôn luôn mạnh khỏe của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Con chào con các bạn.